định phải lưu hành. Công đức của lưu hành này vô cùng thù thắng. Ngày nay chúng ta nhìn thấy rất nhiều nơi in kinh, trên thị trường người đời in kinh, phía sau họ ghi sở hữu bản quyền cấm in sao. Cái này gì tình có thể tha thứ được? Nếu như là tứ chúng đệ tử nhà Phật hoặc là đạo tràng mà trên bản quyền có in dòng chữ này thì phiền phức lớn rồi. Cả đời bạn tu hành tốt đi nữa, làm nhiều việc công đức đi nữa, bạn vẫn không tránh khỏi bị đọa lạc. Nguyên nhân là gì? Bạn chướng ngại cho sự lưu hành Phật Pháp. Tội này nặng hơn bất cứ tội nào khác. Bạn làm nhiều việc tốt đi nữa cũng không thể thắng nổi cái tội lỗi này. Cho nên mấy chữ này của bạn đã khiến cho Pháp Thân Huệ Mạng của biết bao nhiêu người bị đoạn dứt. Cho nên cái lợi hại này, được mất này, chúng ta nhất định phải hiểu rõ, phải sáng tỏ. Làm sao có lợi ích cho xã hội, lợi ích cho đại chúng? Lưu thông là bố thí. Phần trước đã báo cáo qua với các vị rồi. Bố thí tài được giàu có, bố thí pháp được trí huệ. Bạn không chịu bố thí, chướng ngại bố thí, không những bạn phải bị quả báo nghèo cùng mà còn phải bị quả báo ngu si nữa. Ngu si thì quá đáng sợ rồi. Người tạo tác những tội nghiệp cực nặng, nguyên nhân căn bản đều là do ngu si. Thời gian thọ báo trong ba đường ác, trên kinh nói là vô số kiếp. Nếu gặp phải tai nạn lớn như vậy đều là do họ không rõ đạo lý này. Bạn xem một niệm chuyển trở lại rồi, phát tâm bố thí, phát tâm cúng dường, được vô lượng phước. Mời xem đoạn kinh văn lại dưới đây. Trong tiểu chú có một đoạn, chúng ta hãy đọc qua nó một lượt. Ở hàng thứ nhất, trang 24, bắt đầu xem từ câu thứ hai. Nhược ngộ, hủy tổn, phá hoại giả, tức đường tu trị bổ hoàn, kinh doanh liệu lý. Câu này là để chuyên nói về kinh Đại Thừa, kinh luận Đại Thừa. Tích Hiền Vân, người xưa, đại đức xưa nói, hoặc khai bế tương kịp, trùng đố hữu lạng, hoặc vãng thoát lậu hoa, chỉ mặc phá liệt, sự bất tu lý, bất khẳng lưu truyền, vì miễn đắc tội pháp bảo, hữu vi Phật chế. Đây là lời giáo huấn của đại đức xưa. Sách vở để lâu ngày sẽ sanh mối mọt. Cho nên trách nhiệm của người cất giữ sách là rất lớn, nhất định phải thường xuyên mở ra. Dù không xem cũng phải thường xuyên lật nó ra để tránh mối mọt. Số sách vở này của Trung Quốc bởi vì giấy không giống như của người nước ngoài, nên mỗi một năm phải phơi sách để khỏi bị ẩm mốc. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, cơ thể không cần phải phơi. Phơi rất phiền phức, có thể dùng máy hút ẩm hoặc thuốc chống ẩm để thay thế. Cho nên nói không cần phải phơi sách. Bạn xem trong thư viện ở nước ngoài, chúng tôi thấy người ta điều chỉnh không khí, khống chế nhiệt độ vô cùng nghiêm ngặt. Cho nên sách vở có thể được giữ gìn hoàn hảo dài lâu. Những điểm này chúng ta cần phải nên học tập, đặc biệt là những lầu tàng kinh
ở quốc nội Trung Quốc. Người phụ trách quản lý sách vở kinh tạng cần phải đi tham quan học tập các thiết bị hiện đại hóa của thư viện trường đại học trong và ngoài nước. Chúng ta chắc chắn sẽ cần đến. Dùng cách này là hy vọng sách vở có thể giữ gìn được hoàn mỹ, có thể giữ gìn được dài lâu. Số chi phí này của đạo tràng nhất định không được tiết kiệm. Phần trước đã nói qua rồi, kinh tạng là thiện tri thức đích thực của chúng ta. Khi Phật không còn tại thế, chỗ mà chúng ta nương tựa để tu hành chứng quả chính là kinh tạng. Mấy câu nói dưới đây rất quan trọng mà chúng ta thường hay lơ là. Nhược bất năng tu trì, bất khả thiêu hóa. Có rất nhiều người không hiểu, kinh Phật bị rách rồi liền đem đốt đi. Làm vậy là tội lỗi. Bạn không tu bổ được thì phải tìm người chịu phát tâm tu bổ. Sự việc này nhất định phải chú ý. Dưới đây ngài trích dẫn là như ngũ bách vân vân giới luật bất dụng, lưu là cả thiêu phủ. Có thể đốt được không? Đây là nói giới kinh, không có người xem, không có tác dụng, cổ rách đồ, có thể đốt được không? Đáp là không được. Không biết có tội, đốt là phạm tội xả đọa. Đây là không biết có tội, đốt như vậy là phạm tội xả đọa. Nhược tri thiêu hữu, tội cố thiêu, phạm quyết đoán, giữ phương tiện, phá tăng đồng. Phá tăng là phá hòa hợp tăng. Tội này là nặng rồi. Việc như thiêu phụ mẫu, bạn xem tạo tội nghiệp này nặng cỡ nào. Ngày nay chúng ta thử nghĩ xem, trong tứ chúng đồng tu có bao nhiêu người đã tạo tội giống như thế này. Tùy ý phá hủy, dứt bỏ kinh tạng, tạo tội nghiệp cực nặng. Đương nhiên có rất nhiều người không biết. Họ không biết sẽ bị tội nặng như vậy, họ tạo rồi. Ở đây nói rất rõ ràng, không biết mà tạo thì tội này nhẹ, biết mà tạo thì tội đó là cực nặng. Bạn xem thiêu cha mẹ, phá hòa hợp tăng, đây là tội ngũ nghịch, đọa địa ngục A Tỳ. Không biết mà phạm, tuy là tội không có nặng, nhưng quả báo vẫn là ở tam độ. Nếu như phạm loại tội này, thì nhất định phải thực sự sám hối. Sám trừ tội nghiệp, phá tâm tu thiện, phá tâm tu bổ chùa tháp, tu bổ lưu thông kinh giáo đại thừa. Vậy mới là thật sự sám hối. Kinh văn dưới đây, đây là nói quả báo. Như thị đẳng bối, tam thập sân trung, thường vi chư tiểu quốc vương. Đây là nói phát tâm tu bổ chùa tháp, kinh sách cũ xưa. Những người này quả báo họ được là trong 30 đời thường làm vua các nước nhỏ. Vua nước nhỏ chính là trưởng quận huyện hiện nay. Chúng ta thấy thời Ấn Độ xưa đó,
Vào thời đại Xuân Thu Chiến Quốc Tam Đại Trung Quốc, trong sử ký ghi chép, nước lớn là 100 dặm, nước nhỏ là 20-30 dặm. Lãnh thổ của nó chỉ lớn bằng như vậy. 20-30 dặm là ngang bằng xã thị trấn hiện nay. Diện tích 100 dặm là tương đương với một đô thị. Thời xưa những nước nhỏ này là một quốc gia. Thời Triều Chu có 800 chư hầu, là 800 nước nhỏ. 800 nước nhỏ này phân bố ở những nơi nào vậy? Là vùng lưu vực sông Hoàng Hà và Trường Giang. Hiện nay gọi là khu vực Trung Nguyên. Khu vực này chiếm diện tích không quá lớn so với diện tích Trung Quốc hiện nay. Là khu vực rất nhỏ, trong đó có 800 quốc gia. Chư hầu chính là vua nước nhỏ, tương đương với trưởng quận huyện, trưởng xã thị trấn hiện nay. Đây đều là vua nước nhỏ mà trên kinh Phật nói. Có thể thấy xã hội hiện nay, người có thể làm trưởng xã thị trấn hoặc trưởng quận huyện, bất kể là do trung ương bổ nhiệm hoặc là địa phương tuyển chọn, đều là do trong đời quá khứ đã tu phước. Không tu phước họ không thể làm được. Nhưng có chỗ khác nhau là trước đây trong thời đại đế vương, những chư hầu nhỏ này là cha truyền con nối. Hay nói cách khác, nhiệm kỳ của họ là suốt đời. Đời trước chết rồi thì con trai tiếp tục làm tiếp. Đó là thật sự có phước báo. Phước báo thật sự lớn. Phước báo người hiện nay tu không bằng người xưa. Phước báo nhỏ, vì sao vậy? Nhiệm kỳ có dài 3 năm, có thể một nhiệm kỳ là hết rồi. Nhiều nhất là kéo dài nhiệm kỳ được một vài lần là hiếm có rồi. Chứng tỏ phước của người hiện nay mỏng hơn người xưa nhiều. Đều là do tu nhân ở đời trước cả. Đàn Việt Chi Nhân Thường Vi Luân Vương Hoàng Dĩ Thiện Pháp Giáo Hóa Chư Tiểu Quốc Vương. Đàn Việt là người dẫn đầu làm. Từ đó cho thấy, nếu như làm việc này một mình thì họ sẽ làm vua nước lớn. Còn những người làm chung đó với họ sẽ làm vua nước nhỏ. Tu nhân quả báo ở chỗ này, chúng ta phải tư duy cho thật kỹ, bạn mới có thể hiểu rõ. Sau khi hiểu rõ thì mới biết chúng ta cần phải tu phước như thế nào. Phật Pháp vô cùng xem trọng việc tu phước. Không phải người học Phật không tu phước, thế thì bạn hoàn toàn sai lầm. Phật dạy chúng ta không nên hưởng phước, phải nên tu phước. Đây là ý của Phật, chúng ta phải hiểu. Nếu có phước báo thì cho tất cả chúng sanh hưởng, không nên hưởng một mình. Vì sao vậy? Bởi vì bản thân chúng ta tập khí phiền não chưa có đoạn dứt. Nếu thường hay hưởng phước thì sẽ bị mê hoặc điên đảo, dễ bị đọa lạc. Để ngăn ngừa cái tác dụng phụ này, cho nên Phật dạy chúng ta không nên hưởng phước. Phật thường hay khen ngợi khổ hạnh. Người khổ hạnh tâm đạo kiên cố, không bị thoái chuyển. Chịu khổ hạnh là có tu phước, chứ không phải không tu phước. Những phước báo tu được để cho đại chúng hưởng thụ, vậy là bố thí càng lớn hơn nữa. Chúng ta xem thấy Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai ở trên kinh Hoa Nghiêm, xem thấy Phật A Di Đà ở trong kinh Tịnh Độ, chúng ta thấy y chánh trang nghiêm của thế giới đó, phước báo vô song.
Có phải Phật chỉ hưởng thụ cho riêng mình không? Không có. Phật đem phước báo của Ngài chia sẻ cho tất cả mọi người. Ở tận mười phương giảng sanh về cõi nước đó của Ngài, để cho họ hưởng thụ. A-di-đà Phật cũng như vậy, cho người trong mười phương thế giới giảng sanh về Tây phương tịnh độ, để cho họ hưởng thụ, chứ không phải riêng mình hưởng thụ. Vậy chúng ta muốn hỏi, rốt cuộc A-di-đà Phật có hưởng thụ hay không? Vấn đề này các bạn tự mình suy nghĩ cho thật kỹ. A-di-đà Phật phát nguyện tiếp dẫn chúng sanh giảng sanh. Bạn phải biết người niệm Phật trong mười phương thế giới có bao nhiêu người, người giảng sanh được bao nhiêu người. A-di-đà Phật thấy đều muốn tiếp dẫn. Trong suy nghĩ của chúng tôi, chắc A-di-đà Phật rất bận rộn, đâu có thời gian rảnh rỗi chứ. Có thể nói, mỗi một phút, mỗi một giây, Ngài đều phải đi tiếp dẫn người khác. Xưa đã chưa hề gián đoạn bao giờ. Sự việc này, người thế gian chúng ta, vô phương, không thể làm được. A-di-đà Phật có năng lực, Ngài có thể hóa thân đi. Chúng ta không cách gì hóa thân được. Ngài có thể hóa hiện vô lượng, vô biên thân. Cùng một lúc có thể tiếp dẫn vô lượng, vô biên người giảng sanh. Ngài có cái năng lực này. Chúng ta thử xem đại nguyện mà A-di-đà Phật phát ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, nguyện nào cũng thành hiện thực. Không có nguyện nào là giả dối. Đây là pháp tối thượng thừa của học Phật. Những gì trong Kinh Địa Tạng nói phần lớn là chúng sanh nghiệp chướng rất nặng, cho nên trên Kinh thường hay nói đến quả báo cõi trời người. Thỉnh thoảng mới nhắc đến tương lai nhất định làm Phật. Chúng ta xem đoạn kinh văn này dưới đây. Phục thứ Địa Tạng. Vị Lai Thế Trung, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, ư Phật Pháp Trung sở chủng thiện căn, hoặc bố thí cúng dường, hoặc tu bổ tháp tự, hoặc trang lý kinh điển, nại chí nhất mau nhất trần, nhất xa nhất trích. Đây là tổng kết những gì nói ở phía trước. Vị Lai Thế Trung chính là chỉ chúng ta hiện nay. Thiện nam tử thiện nữ nhân là chỉ người tu phước. Bố thí cúng dường, tu bổ tháp tự, trang lý kinh điển là những nghiệp thiện mà họ tu, là việc thiện mà họ làm. Những việc thiện này hiện nay có rất nhiều người không biết, họ lơ là rồi. Thí dụ nói in kinh, tạo tượng Phật, thì thế gian này có rất nhiều người giàu có địa vị, có thế lực, sau khi nghe xong họ cười nhạo, cho đây là mê tín. Những sự việc này họ một xu cũng không muốn bỏ ra, và lại còn khuyên can người khác không nên làm việc như vậy. Đây là mê tín. Anh làm cái này làm gì? Nó đâu có lợi ích gì cho con người chứ. Họ đề xướng là gì? Cứu giúp xã hội, sự nghiệp từ thiện xã hội họ khen ngợi. Họ làm rất chăm chỉ, rất nỗ lực cứu giúp những chúng sanh khổ nạn trong xã hội, cứu giúp chúng sanh bệnh khổ. Hiện nay gọi là nghiệp thiện từ thiện phúc lợi.
Bởi vì xã hội đề xướng, chính phủ xem trọng, phần tử trí thức khen ngợi. Thế là đệ tử nhà Phật cũng đi theo con đường này, xem việc này là việc chính để mà làm, mà xem nhẹ đối với Phật Pháp, cho rằng chúng ta học Phật, học Phật là phải làm sự nghiệp phúc lợi xã hội. Nơi nào cũng tán dương. Rốt cuộc việc này có đúng hay không? Không thể nói không đúng, cũng không thể nói là đúng hoàn toàn. Nói như vậy nghĩa là sao? Sự nghiệp phúc lợi xã hội là phải làm. Nhưng phúc lợi của Phật Pháp không có người nào biết. Mọi người hãy đều đi làm sự nghiệp từ thiện thì có thể cứu vãn được xã hội không? Không thể. Xã hội vẫn đi về hướng động loạn. Lợi ích của Phật Pháp là dạy người ta đoạn ác tu thiện, giải quyết vấn đề từ trên căn bản. Mục tiêu là khiến cho xã hội này ổn định dài lâu, giúp cho chúng sanh giác ngộ, dứt bỏ phiền não, dứt bỏ dục vọng, mở ra trí huệ, đức năng của tự tánh. Đi từ thiện cứu bệnh khổ cho người ta. Nếu như có phương pháp khiến cho người ta không bệnh không khổ, vậy chẳng phải là cao siêu hơn bạn đi cứu khổ hay sao? Có phương pháp hay không? Có. Phật Pháp Đại Thừa chính là phương pháp này. Nó có thể khiến tất cả chúng sanh không bệnh không khổ. Nên giáo dục Phật Pháp thông thường dùng hai câu nói để hiển bày tông chỉ là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Làm sự nghiệp từ thiện là cứu khổ nhưng vẫn không đạt được vui. Nó chỉ là làm mức độ khổ giảm nhẹ một chút mà thôi, không thể nào được vui. Lạc là phải sau khi giác ngộ rồi họ mới được an vui, tâm ý thông suốt, pháp hỷ sung mãn. Điều này phải dựa vào Phật Pháp. Ở trên kinh Phật nói, bố thí cúng dường, tu bổ chùa tháp. Ấn tống kinh điển ở trong Tam Bảo, đây là phước báo đứng đầu trong thế gian. Các bạn nói cứu tế từ thiện thì đây là cứu tế từ thiện rốt ráo nhất, viên mãn nhất của thế gian và xuất thế gian. Cứu pháp thân huệ mạng của người ta là cứu người ta vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Không chỉ là ba đường ác, giúp người ta trong một đời này có thể thoát khỏi thập pháp giới, làm Phật làm Bồ Tát. Sự nghiệp từ thiện cứu tế nào ở trong thế gian có thể sánh với cái này được chứ? Trong lịch sử xưa nay, trong và ngoài nước, không thiếu những nhà đại từ thiện. Họ bỏ ra số tiền rất lớn cho xã hội để làm công tác cứu tế. Tuy nhiên phước báo của họ có hạn rồi, đương thời có người tán thán.
Thế nhưng sau khi họ qua đời rồi thì người thế gian đã quên mất. Thậm chí là tra trong lịch sử vẫn không tìm thấy. Tan theo mây khói rồi. Người làm công tác giáo dục, bạn xem Thích Ca Mâu Ni Phật, Cổng Lão Phu Tử của Trung Quốc, lúc các ngài còn tại thế, không có tiền của, không có làm việc bố thí tài. Việc làm của các ngài là bố thí pháp, bố thí vô úy. Nếu như đó là bố thí tài thì đó là thế lực và sức lao động của các ngài. Phật pháp gọi là bố thí nội tài. Truyền đến ngày nay là đã hơn 2.500 năm rồi. Người trong thế gian này nghe nói đến tên của các ngài đều là hoan hỷ tán thán. Nghiệp nhân quả báo thù thắng hiển bày ngay trước mắt của chúng ta. Chúng ta phải biết bố thí tài, người ta có thể đạt được lợi ích là thân được lợi ích. Còn bố thí pháp thì người khác đạt được là gì? Là tâm được lợi ích. Tâm được lợi ích thì thân chắc chắn được lợi ích. Nhưng thân được lợi ích thì tâm chưa chắc được lợi ích. Trong tâm không thể lìa khỏi phiền não, không thể lìa khỏi lo lắng, không thể lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Điều này chắc chắn là bố thí tài không thể làm được rồi. Bố thí pháp có thể phá trừ được vọng tưởng phân biệt chấp trước, có thể giúp người ta vĩnh viễn thoát khỏi phiền não. Mặc dù là thân này có nghèo hèn đi nữa, họ cũng vui. Nhan Hồi học trò của Khổng Lão Phu Tử là một điển hình. Ông vô cùng nghèo túng nhưng sống rất hạnh phúc. Ngày nay có một số đồng tu nghe được Phật pháp, tâm ý thông suốt rồi, đạt được sự lợi ích của Phật pháp rồi. Những người này, bạn tặng tiền của cho họ, họ không cần, họ không hứng thú với cái này. Họ có thể xả tiền của được. Cái họ cần là Phật pháp. Bạn tặng họ một quyển kinh sách, tặng họ một cuốn băng đĩa, họ xem như là báu vật vậy. Họ xem kinh sách như là báu vật vô giá vậy. Loại người này giác ngộ rồi. Trong Phật pháp gọi là khai ngộ rồi. Loại người này trong đời này nhất định có thành tựu. Hiển tiền lìa khổ được vui. Lìa khổ được vui không phải ở chỗ giàu có. Tương lai nhất định có thể giảng sanh bất thối làm Phật. Các chị thử nghĩ xem còn lại bố thí cúng dường nào có thể sánh với cái này hay không? Rất đáng tiếc, thế gian có rất nhiều người không biết. Họ không biết, chúng ta không thể trách họ được. Trái lại chúng ta phải tự trách mình. Tại vì sao họ không biết? Vì không có người nói cho họ thì làm sao họ có thể biết được chứ? Cho nên quảng đại quần chúng trong xã hội hiện nay sanh sai hiểu lầm về Phật giáo. Lỗi là do ai vậy? Lỗi là ở người xuất gia chúng ta chưa có làm tròn trách nhiệm. Chúng ta có lỗi với Thích Ca Mâu Ni Phật, có lỗi với những vị tổ sư truyền pháp như đời nay. Chúng ta chưa có làm tròn trách nhiệm.
xuất gia là làm việc gì vậy? Hoằng pháp lời sanh, mọi người đều biết. Bạn cũng nói được, bạn đã làm việc hoằng pháp lời sanh chưa? Cách làm của bạn là như thế nào? Lơ là rồi. Cho nên lỗi lầm là chính ở chúng ta. Không những có lỗi với Phật tổ, mà chúng ta còn có lỗi với quảng đại chúng sanh, để cho họ sanh ra hiểu lầm, khiến cho họ lỡ qua cơ duyên tu phước ở ngay trước mắt. Sau khi hiểu rõ chân tướng sự thật rồi, thì chính mình phải tu sám hối, phải chăm chỉ nỗ lực tu học, hết lòng hết dạ đem Phật pháp giới thiệu cho quần chúng, giới thiệu cho tất cả chúng sanh. Như vậy mới là thật sự sám hối, mới có thể tiêu trừ tội nghiệp trước đây của chính mình. Mời xem đoạn kinh văn dưới đây. Như thị thiện sự, đảng năng hồi hướng pháp giới, thị nhân công đức, bách thiên sanh trung thọ thượng diệu lạc. Đây là nói hồi hướng cùng với không hồi hướng. Nếu như bạn không chịu hồi hướng, thì quả báo của bạn giống như phía trước đã nói là tam thập sanh trung, thường vi tiểu quốc vương, trưởng quận huyện, trưởng phường xã, là bạn đưa quả báo như vậy. Nếu như bạn có thể hồi hướng pháp giới, ý nghĩa của hồi hướng pháp giới là gì? Phước mà ta đã tu, chính ta không nên hưởng thụ. Chúng ta sẵn lòng đem phước mà ta đã tu cúng dường cho tất cả đại chúng, để cho mọi người cùng hưởng. Vậy thì công đức này lớn rồi. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, pháp giới tức thị nhất tâm. Dùng nhất tâm để tu phước, để tu thiện, thì phước thiện này sẽ ngang bằng giới hư không pháp giới, là phước thiện rất lớn. Thượng diệu lạc là niềm vui lớn, bồ đề niết bàn trên quả địa Như Lai. Niềm vui này chúng ta không thể nói ra được, dù nói ra cũng không có ai hiểu. Vì sao vậy? Chưa có trải nghiệm qua thì đâu có thể biết được. Quả báo cõi trời cõi người không thể sánh bằng. Đây là hồi hướng. Cho nên người sáng suốt, người giác ngộ, niệm niệm vì chúng sanh, niệm niệm vì Phật pháp, đây là tâm Bồ Đề, tâm Bồ Tát. Xin xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây. Như đảng hồi hướng tự gia quyến thuộc, hoặc tự thân lợi ích, như thị chi quả tức tam sanh thọ lạc, xả nhất đắc vạn báo. Nếu như những việc thiện mà bạn đã tu này, phía trước gọi là bố thí cúng dường, tu bổ chùa tháp, sửa sang những kinh điển sách vở, bạn làm những nghiệp thiện này, nếu như là chỉ làm vì mình,
hoặc giả là làm cho gia đình bạn, thì quả báo sẽ nhỏ. Quả báo là ba đời được thọ lạc, chứ không phải là 30 đời làm vua nước nhỏ. Đây là nói bạn làm gì chính mình và gia đình mình. Xả nhất đắc vạn báo. Đây đều là sự thật, chứ không phải là giả. Bạn được phước báo ở đời sau. Trong chú giải có trích dẫn mấy câu nói trong kinh Ngũ Khổ Chương Cú, nhắc nhở thật tướng của quyến thuộc trong gia đình bạn là gì. Đoạn văn này ở trang thứ 28, đếm ngược đến hàng thứ ba, xem từ chính giữa, trong đây nó có tự gia quyến thuộc giả. Đây là giải thích cho bạn biết thế nào gọi là quyến thuộc của gia đình mình. Ngũ Khổ Chương Cú kinh văn: phụ tử, phu phụ, huynh đệ, gia thất, tri thức, nô tỳ. Đây là nói về gia, là quyến thuộc của gia đình mình. Phật nói có năm nhân duyên. Nếu như không phải năm loại duyên này thì chắc chắn không thể trở thành người trong gia đình được, không thể trở thành quyến thuộc trong gia đình được rồi. Trong quyến thuộc có bạn bè, tri thức chính là bạn bè, là bạn bè tốt của bạn. Năm loại nhân duyên, thứ nhất là oán gia. Tiểu chú nói phụ tử hổ tương sát hại là oán gia. Thứ hai là trái chủ, phụ mẫu tài tử tán dụng, sanh ra đứa con hư hỏng phá của. Cha mẹ làm việc buôn bán trầy trật nhất giả mới tạo ra những sáng nghiệp này, đến khi về tay nó mấy ngày đã hết sạch rồi. Đó là chủ nợ, là cha mẹ thiếu nợ họ, họ đến là để đòi nợ. Loại thứ ba là thưởng trái, là trả nợ. Đó chính là cha mẹ là chủ nợ, con cái là đến trả nợ. Cho nên con cái họ ở bên ngoài kiếm tiền về để cúng dường cha mẹ, đây là trả nợ. Họ không có tâm hiếu kính gì đối với cha mẹ, không có cung kính đối với cha mẹ. Nhưng về mặt thọ dụng vật chất, họ không để cha mẹ thiếu thốn, họ cúng dường rất là chu đáo. Trong đây cũng phải xem thiếu nợ nhiều hay là ít. Nếu như đời trước con cái thiếu nợ nhiều thì họ phụng dưỡng cha mẹ sẽ rất nhiều. Nếu như thiếu ít thì cúng dường cho cha mẹ sẽ rất ít. Trong xã hội hiện nay chúng ta đều có thể nhìn thấy. Thứ tư là bản nguyện, nương theo nguyện mà trở lại. Nương theo nguyện trở lại thì ở trong đây có ân đức, chúng ta gọi là báo ân. Con cái thuộc loại này, họ có tâm hiếu thảo với cha mẹ, có tâm hiếu kính. Đây là bản nguyện. Loại thứ năm là chân hữu, là đạo hữu đồng tham, có cùng chí hướng. Ở trong đời quá khứ, đời này lại gặp nhau rồi. Đây chân thật là thiện tri thức. Trong phần trước nói tri thức chính là loại nhân duyên này, là đạo hữu đồng tham chân thật. Đây là nói rõ phạm vi bao gồm của quyến thuộc gia đình mình. Nếu như tất cả công đức tu học của chúng ta là mong cho chính mình được lợi ích, mong người trong gia đình mình được lợi ích, vì tâm lượng này quá nhỏ rồi, nên quả báo cũng rất là có hạn, chỉ có thể hưởng quả vui trong ba đời mà thôi.
Đây gọi là một sự lành thời được hưởng báo tốt một muôn lần. Cho nên chúng ta tu học, tu thiện, tu phước, thì tâm lượng nhất định phải lớn. Dụng tâm nhất định phải chân thật. Có rất nhiều người, thí dụ những tai nạn lũ lụt ở Trung Quốc đại lục, có rất nhiều người nghe tin này vẫn không chịu phát tâm. Bạn hỏi họ vì sao? Họ nói tiền cứu tế của chúng tôi, không biết họ có thật sự nhận được không, hay là có bị người trung gian cắt xén bớt không. Họ thường hay có đổi ưu tư này, khiến cho mọi việc làm thiện bị gián đoạn, bỏ lỡ cơ hội này rồi. Cho nên người ta biết tu tập, người biết thì quan niệm của họ hoàn toàn đều là quan niệm mà trong kinh nói. Kinh điển là Phật tri Phật kiến. Cái gọi là Phật tri Phật kiến chính là trí huệ kiến giải mà tự tánh sẵn có, là tự tánh. Chúng ta trở về tự tánh, những phàm phu phiền não tập khí sâu dày này không có năng lực đại triệt đại ngộ. Dùng phương pháp này rất là vi diệu, hiển thị tâm từ bi vô tận của Như Lai tiếp dẫn chúng sanh. Vô lượng vô biên thiện xảo phương tiện giúp chúng ta, những người chứng sâu khổ nặng. Mạt thế nghĩa là thời kỳ mạt pháp, đến đây giúp chúng ta. Ngài phát đại nguyện vô thượng hoằng thâm. Đại nguyện ở đây chính là 48 nguyện, gọi là nguyện vương, vua trong các nguyện. Quá khứ, hiện tại, vị lai, chư Phật Bồ Tát trong biến pháp giới, hư không giới, vì chúng sanh mà phát vô tận đại nguyện, quy nạp lại cũng không ngoài 48 nguyện. 48 nguyện quy nạp lại nữa thành tứ hoằng thể nguyện. Tứ hoằng thể nguyện nói rộng ra chính là 48 nguyện. Tứ hoằng thể nguyện quý vị đều biết. Thứ nhất là chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Thứ hai, phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Thứ ba, pháp môn vô lượng thể nguyện học. Cầu cuối cùng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Phật Di Đà và Phật Thích Ca giúp cho tất cả chúng sanh trong một đời có thể đầy đủ bốn đại nguyện này. Các ngài đã làm rồi. Vấn đề ở chỗ chúng ta có thể hành hay không? Có tin tưởng không? Chỉ cần có một chút xíu hoài nghi bèn biến thành chướng ngại. Cho nên Đức Phật đã đặt nghi ở trong căn bản phiền não. Căn bản phiền não có 6 cái: tham, sân, si, mạn, nghi. Cái cuối cùng là ác kiến. Ác kiến là gì? Ác kiến là 5 loại kiến hoặc. Trong ác kiến có 5 loại.
hợp lại thì gọi là kiến tư phiền não. Kiến ở đây chính là ác kiến. Nghi ở đây không phải là nghi hoặc bình thường. Mà là sự hoài nghi đối với lời dạy của chư Phật Bồ Tát. Bạn nghi ngờ thì không có tin tưởng. Bạn không có tính thì làm gì có nguyện. Uổng một đời này rồi. Cho nên sự nghi ngờ này, bạn đã biết được sự tác hại của nó như thế nào rồi. Nhất định không được nghi ngờ. Phải hoàn toàn khẳng định. Phải tin tưởng chân ngữ trong ngũ ngữ của Như Lai mà Kinh Kim Cang đã nói. Lời nói của Đức Phật là lời chân thật, rất chân thật, không hề lừa gạt người. Như ngữ, hai chữ chân ngữ này nói rất hay, hoàn toàn giống như chân tướng sự thật vậy. Không thêm chút nào, cũng không bớt chút nào. Gọi là như ngữ. Những lời nói ra đều là chân tướng sự thật, thật tướng của các Pháp. Chư Phật Bồ Tát lừa gạt chúng ta. Dựa vào đâu? Chư Phật Bồ Tát chẳng những phá tứ tướng, mà tứ kiến cũng phá luôn. Vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ già kiến. Vì sao Ngài phải vọng ngữ? Ngài không cầu điều gì ở chúng ta. Vì sao phải gạt chúng ta? Không cầu điều gì mà gạt người, chắc chỉ có người mắc bệnh thần kinh thôi. Bạn xem chư Phật Bồ Tát có giống người bị bệnh thần kinh không? Không giống mà. Chúng ta có thể không tin tưởng Ngài được sao? Không tin tưởng Ngài, Ngài chẳng mất gì, mà chính bản thân chúng ta chịu thiệt. Một người có tấm lòng tốt như thế để đối xử với chúng ta, chúng ta còn trách Ngài, còn hiểu lầm Ngài, còn hiểu sai Ngài. Bạn nghĩ xem tội nghiệp này có sâu nặng hay không? Cho nên Đức Phật đặt chữ này ở sau chữ tham sân si mạng nghi. Đạo Phật nói tam độc tham sân si. Tôi thường nói ngũ độc. Vậy hai cái độc kia là gì? Mãn là độc, ngạo mạn. Nghi là độc, ngũ độc. Bên trong có năm độc. Bên ngoài có ngũ dục thất tình. Bạn có thể không bị bệnh chăng? Bạn có thể không tạo nghiệp chăng? Bị bệnh thì khổ cho tấm thân của bạn. Tạo nghiệp thì làm khổ pháp thân huệ mạng của bạn. Chẳng thể không nhận biết rõ ràng. Thành tựu thế pháp và Phật pháp. Sự dạy dỗ của cổ thánh tiên hiền ở Trung Quốc đã thực nghiệm 5.000 năm. Thông qua kiểm nghiệm,
nói lên đó là thật, chẳng phải là giả. Nguyên lý, nguyên tắc dạy học này là gì? Chính là hiếu đạo và sư đạo mà bậc cổ nhân của Trung Quốc nói. Hiếu đạo biểu hiện trong việc kính tổ tông. Sư đạo biểu hiện trong việc tôn sư trọng đạo. Vì sao phải tôn sư? Mục đích của tôn sư là trọng đạo. Sư là thay cho đạo. Một con người có thể thành thánh thành hiền, họ nhờ vào đâu? Chính là nhờ vào hai người. Cha mẹ dạy con cái, nồng cốt dạy con cái của họ là gì? Quan trọng nhất là gì? Tôn trọng thầy giáo, chính là tôn sư trọng đạo. Thầy giáo dạy học trò, lý niệm trọng tâm nhất là gì? Là hiếu thảo phụ mẫu. Hiếu thảo phụ mẫu. Phụ mẫu không dễ nói: tôi là cha mẹ anh phải nên hiếu thảo tôi. Người con nói: vì sao tôi phải hiếu thảo với ông chứ? Không dễ nói đâu, để cho người ngoài nói. Như thế mà dạy thành công. Thầy giáo cũng không tiện nói rằng: tôi là thầy giáo, anh là học trò, anh phải nên tôn trọng tôi. Điều này thật khó nói. Câu này phải để cho cha mẹ nói. Cho nên hai người này dạy học trò tốt, dạy người tốt. Nhất định phải hiểu rõ lý này. Họ biểu diễn. Biểu diễn là vì bọn trẻ. Ấn tượng của tôi rất sâu sắc. Hình như năm 6 tuổi là đi học trường học tư thục. Tôi ở nhà người thân, ở từ đường của một người cô. Từ đường đó bây giờ không còn nữa. Khi tôi trở về thăm thì không còn nữa, chỉ là khoảnh đất trống. Ngày đầu tiên vào lớp học, phụ thân dẫn tôi đi, có mang theo một chút lễ vật tặng cho thầy giáo. Trong lớp học có hơn 30 người, học sinh không nhiều, có hơn 30 người đã đứng hết trong lễ đường. Lễ đường là đại điện tế tổ tiên. Trong đó có cúng một bài vị đại thành chí thánh tiên sư Khổng Phu Tử thân vị. Các bạn học đứng hai bên, thầy giáo đứng ở phía trên. Học sinh mới đến, trước tiên lạy thần vị của Khổng Tử. Không có tượng Khổng Tử, lễ thần vị của Khổng Tử. Tam quỳ chín khấu đầu, đại lễ của thời nhà Thanh. Sau khi lạy Khổng Tử xong, cha tôi mời thầy giáo ngồi lên ghế, ngồi ở trước bài vị của Khổng Tử. Cha tôi dẫn tôi lễ thầy giáo, tam quỳ chín khấu đầu và dâng lên lễ vật. Biểu diễn như vậy đó, suốt cuộc đời này chúng tôi không thể quên được. Suốt đời đối với người làm công tác giáo dục, tâm tôn trọng đó tự nhiên sanh khởi. Cho nên một tiết học sự giáo dục này có quan trọng không? Mỗi học trò vào lớp, sau này mỗi khi có học sinh mới đến, chúng tôi được coi như học sinh cũ, đứng qua một bên nhìn. Mỗi lần học sinh mới đến, lễ tiết này chúng tôi lại được coi một lần, cho nên rất quen thuộc.
suốt cuộc đời từ trong nội tâm tôn kính thầy giáo. Đối với đạo học, quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác. Sau này tôi đến Đài Loan, bạn thấy tôi thân cận với thầy Phương, thân cận Chương Gia Đại Sư, thân cận thầy Lý, hình như rất là hợp ý. Nhưng kỳ thật thì sao? Kỳ thật là tôn sư. Trong lòng tôi rất rõ ràng. Sự rõ ràng này không phải khi đó, mà cách mười mấy hai chục năm sau tôi mới hiểu. Thầy giáo vốn không quen biết, nhưng khi vừa gặp lại có ấn tượng tốt như vậy, đối xử với tôi tốt như vậy. Đặc biệt là thầy Phương và Chương Gia Đại Sư kêu tôi mỗi chủ nhật đến nhà thầy, đơn độc dạy tôi 2 giờ đồng hồ. Chúng tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nguyên nhân gì vậy? Tôn sư trọng đạo. Đại khai học sinh ở trường ngày nay đối với thầy giáo không có tâm cung kính giống như chúng tôi ngày xưa. Ấn Quang Đại Sư nói, 1 phần cung kính được 1 phần lợi ích, 10 phần cung kính được 10 phần lợi ích. Nói lên điều gì? Thầy giáo rất muốn dạy bạn, bạn có thể tiếp thu được hay không? Từ chỗ nào mà thầy giáo nhìn thấy bạn có thể tiếp thu, coi sự thành kính của bạn? Thật sự 1 phần thành kính thì bạn được 1 phần, 10 phần thành kính thì bạn được 10 phần. Chúng ta đối với thầy giáo, không được 10 phần thì cũng được 8-9 phần. Cho nên thầy giáo rất vừa ý. Cuộc đời của thầy giáo chỉ có một mục đích duy nhất, là muốn truyền đạo. Có người truyền bá kiến thức của thầy, có người kế nghiệp. Bậc cổ nhân ở Trung Quốc nói, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Kiến thức của thầy không có người truyền bá thì thầy cảm thấy nuối tiếc. Khi thật sự không tìm được người nối nghiệp thì chỉ viết sách trước tác. Sau khi trước tác được lưu truyền đi, xem người đời sau, người có duyên đọc được sách của họ, coi thật sự hiểu, giúp người này thành tựu. Cho nên gặp được người có nhân duyên này thì thầy sẽ không buông bỏ đâu. Chắc chắn thầy giáo sẽ giữ lại. Chúng tôi ở trong môi trường như vậy, không quen biết thầy giáo, không nộp học phí lấy 1 đồng. Đặc biệt mở tiết học dạy cho tôi, không để chúng tôi đến trường học dự thi. Cho nên cuộc đời tôi có được một chút thành tựu nho nhỏ này, chẳng thể không biết ơn thầy giáo, niệm niệm không quên thầy. Tôi học, khi lên lớp chia sẻ cùng các bạn học. Cảm tưởng học tập của mình, tâm đắc học tập của mình, báo cáo với quý vị. Tôi luôn luôn để hình ảnh của thầy giáo ở trước mặt mình. Tôi phải trình thưa với thầy. Không một ngày nào tôi rời xa thầy. Lời dạy của thầy giáo, tôi nhất định tận tâm tận lực, nỗ lực thực hiện.
thực hiện ngay trong cuộc sống, thực hiện trong việc đối nhân sự thế tiếp vật. Có người một đời được thành tựu phải nhờ vào cha mẹ, nhờ vào thầy giáo. Cho nên người bất hiếu với cha mẹ ở thế gian này chắc chắn không thể thành tựu được điều gì. Không hiểu được lẽ tôn sư trọng đạo thì nhất định không học được điều gì. Bất luận là thể pháp hay Phật pháp cũng không ngoại lệ. Người đời nay khinh mạng thầy giáo, cho nên học thuật của thế gian và xuất thế gian đều đoạn hết. Nếu như thánh học bị đoạn mất thì xã hội này sẽ biến thành một màn đen tối. Đó chính là triệu chứng của ngày tận thế. Hiện tượng của ngày tận thế, bạn nghĩ xem có đáng sợ không? Làm thế nào để cứu nguy cơ này? Không gì khác ngoài việc hiếu thảo cha mẹ, tôn kính sư trưởng, nghiêm chỉnh nỗ lực học tập, cổ thánh tiên hiền, cứu bản thân mình. Cuộc đời mình dù không cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ thì đời sau cũng ở cõi trời, chứ không ở cõi người. Cõi người không có phước báo lớn như vậy. Phước báo của bạn dục vọng chưa đoạn, nên bạn ở cõi trời dục giới. Nếu như ngũ dục ít thì bạn sanh về cõi trời sắc giới. Nếu như là niệm Phật, gặp được pháp môn Tịnh Độ, chắc chắn bạn sanh về thế giới Cực Lạc, một đời làm Phật. Đây là cứu cánh viên mãn. Chúng ta coi đoạn dưới đây. Đại nguyện chi khắc tâm, nãi đệ thập bát nguyện. Nguyện văn của tâm nguyện này toàn bộ được ghi chép, gian diệt thập phương chúng sanh, gian ngã, gian hiệu, chí tâm tính lạc, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nại chỉ thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, vị bán chánh pháp. Đây là nguyện văn của nguyện thứ 18. Nguyện này vào đời tùy đường đặc biệt được chư vị tổ sư in ra. Đây là nguyện quan trọng nhất trong 84 nguyện. Tất cả chúng sanh, đảm bảo tất cả chúng sanh một đời thành Phật. Điều này thật đáng nể. Thập phương chúng sanh chúng ta có trong đó. Chúng ta cũng không ngoại lệ. Thập phương chúng sanh nghe danh hiệu ta. Ngày nay chúng ta được danh hiệu Phật A-di-đà, nghe được danh hiệu này. Dưới đây có một điều kiện là chúng ta có chí tâm tín lạc hay không? Chí tâm là chân tâm, tâm cực kỳ chân thành. Chúng ta có niềm tin như vậy hay không? Lạc là yêu chuộng ưa thích. Đối với pháp môn Tịnh Độ, đối với Phật A-di-đà, thật sự tin tưởng, thật sự ưa thích,
sở hữu thiện căn, một đời tu tập, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, đều hồi hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc, làm tư lương cho việc giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc của chúng ta. Nguyện sanh ngã quốc. Ngã quốc ở đây là do chính Đức Phật A-di-đà nói ra, là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Điều này chúng ta cần nên làm. Dưới đây nói nãi chí thập niệm, một đời không tín ngưỡng tôn giáo, một đời không gặp được Phật Pháp, lâm mạng chung trước một hai ngày, bạn gặp được bạn tu, giới thiệu pháp môn này cho bạn, bạn vừa nghe là tiếp nhận. Thật sự có thể làm được, đến chỗ chí tâm tín lạc. Cuộc đời tôi có gặp được một người như vậy. Lúc trước ở Mỹ, Châu Quảng Đại tiên sinh sống ở Hoa Phủ, một đời không tin tôn giáo, bị ung thư, ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ chạy rồi, người trong nhà lo lắng, khắp nơi đi cầu thần lạy Phật. Cũng may chúng tôi ở bên đó có hội Phật giáo, hội Phật giáo ở Hoa Phủ đến tìm chúng tôi. Chúng tôi đi với mấy người học trò, thấy ông ấy như vậy thật sự là không được rồi, bèn khuyên ông ấy cầu sanh Tây Phương tịnh độ, giới thiệu sơ qua về Phật A-di-đà và thế giới Cực Lạc cho ông ấy. Người này có thiện căn, vừa nghe là tin nhận liền, nói với mọi người trong nhà, không cần đi kiểm bác sĩ, không cần đi tìm thuốc gì nữa, tất cả mọi người hãy niệm Phật giúp cho ông ta cầu sanh tịnh độ. Được 3 ngày thì ông ấy giảng sanh, thoại tướng giảng sanh rất tốt đẹp, cả nhà đều tin tưởng. Đúng là có sự cảm ứng không thể nghĩ bàn. Đức Phật phát lời nguyện này, nhất niệm thập niệm quyết được giảng sanh. Nếu không được giảng sanh thì không thụ chánh giác, Ngài sẽ không thành Phật. Ngày nay Pháp Tạng Tỳ Kheo đã thành Phật rồi. 48 nguyện của Ngài, nguyện nào cũng thực hành đầy đủ. Người không thể được giảng sanh thì dưới đây có một câu: duy trừ ngũ nghịch phỉ bản chánh pháp. Đoạn trước chúng ta có đọc qua, trong Quán Kinh ngũ nghịch thập ác, chỉ cần trước khi lâm chung nghe được pháp môn này, chí tâm tín lạc, nguyện sanh ngã quốc, nãi chỉ nhất niệm thập niệm đều được giảng sanh. Đây nói về ngũ nghịch, cho nên trong câu này quan trọng nhất là câu cuối cùng, nghĩa là hủy bán chánh pháp thì không có cách nào. Họ không tin mà, họ không tiếp nhận thì chẳng có cách nào. Giả như không hủy bỏ, thật sự sanh khởi tín tâm, nguyện tâm, thì ngũ nghịch thập ác đều được giảng sanh. Đây là chỗ thù thắng không gì sánh bằng của pháp môn tịnh độ.
Dưới đây niệm công nói: cái gì sanh tử phàm phu, mê tâm trục cảnh, trầm luân khổ hại, đầu xuất đầu một, nhược vô thử, thập niệm tức sanh chi đại nguyện, chúng sanh hà do đắc xuất luân hồi. Câu này nói rất đúng. Nếu như không có đại nguyện này của Di Đà thì sanh tử phàm phu trong lục đạo thật quá đáng thương. Mê tâm trục cảnh, hiện tượng xã hội ngày nay đã đạt đến chỗ cuối cùng. Mê thất, mất chân tâm. Thế nào là chân tâm? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, toàn bộ mê rồi. Mê thất, mất chân thành thì là hư ngụy, hư tình giả ý. Mê thất, mất thanh tịnh thì bạn bị nhiễm ô. Ngày nay quý vị đều biết quả địa cầu bị nhiễm ô. Quả địa cầu bị nhiễm ô rất nghiêm trọng. Vì sao quả địa cầu bị nhiễm ô? Vì tâm con người nhiễm ô trước, sau đó địa cầu bị nhiễm ô. Phật Pháp nói rất hay: tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Cho nên ngày nay nói về bảo vệ môi trường, khi chúng tôi giảng kinh đã đề cập đến rất nhiều lần. Có thể làm tốt việc bảo vệ môi trường không? Không thể. Vì sao vậy? Vì tâm không thanh tịnh. Bạn làm được việc bảo vệ môi trường thành công, đó là điều không thể được. Cho nên thật sự hiểu được việc bảo vệ môi trường thì đầu tiên phải bảo hộ tâm thanh tịnh của chính mình, bảo hộ tâm chân thành của chính mình. Nhất định phải đề xướng hiếu đạo, phải đề xướng sư đạo, mới có thể cứu được bản thân, mới có thể cứu được chúng sanh. Hai đạo này không thể thiếu được. Một bên không có thì bên kia cũng không thể thành tựu. Thật sự giống như đôi cánh của con chim vậy. Ở Trung Quốc 5.000 năm rồi, xã hội đó có thể bình an là nhờ vào đâu? Là nhờ vào hiếu đạo và sư đạo. Cho nên người Trung Quốc rất coi trọng sư đạo. Thân thế địa vị của thầy giáo hoàn toàn giống như cha mẹ vậy. Cha mẹ qua đời, con cái để tang 3 năm, tận hiếu báo đáp công ơn cha mẹ. Sau khi thầy giáo qua đời, học sinh đối với thầy giáo để tang trong tâm 3 năm, nghĩa là không mặc đồ tang. Sự khác biệt ở chỗ này. Ngoài điều này ra thì không có gì khác biệt cả. Nhớ ơn thầy giáo. Khi cha mẹ thầy giáo còn tại thì từ cách xưng hô của người Trung Quốc là bạn có thể biết được. Người Trung Quốc có danh có tự. Tên là cha mẹ đặt cho. Khi bạn chưa thành niên thì mọi người gọi tên bạn. Sau khi thành niên thì không được gọi tên nữa. Trung Quốc cổ đại, người nam 20 tuổi thì thành niên, người nữ 16 tuổi thì thành niên. Thành niên thì đội mũ, làm lễ đội mũ, biểu thị bạn là người lớn, không còn là đứa trẻ nữa. Bắt đầu từ ngày hành lễ đội mũ thì người ta không còn gọi tên bạn nữa. Khi hành lễ đội mũ tặng cho bạn một chữ. Chữ này do ai tặng?
Đại khái là anh em, các bạn, những người ngang hàng tặng cho bạn chữ này. Sau này chỉ có cha mẹ bạn gọi tên. Còn ông bà nội, chú bác, người thân của bạn đều gọi chữ, biểu thị tôn trọng bạn. Tương lai bạn làm quan trong triều đình, hoàng thượng gọi bạn bằng chữ chứ không gọi bằng tên. Tôn trọng bạn mà. Bạn biết được gọi bạn bằng tên chỉ có cha mẹ. Ngoài ra còn có một người suốt đời gọi bạn bằng tên, đó là thầy giáo. Thầy giáo giống như cha mẹ vậy. Không gọi bạn bằng chữ mà gọi bằng tên. Cho nên người xuất gia có danh có tự. Khi bạn thọ giới, bạn có tự hiệu. Ai là người suốt đời gọi bạn bằng tên? Thầy thế độ cho bạn gọi bạn bằng tên. Còn một người nữa, đó là thầy truyền pháp. Trong đạo Phật gọi là hòa thượng. Hòa thượng là thân giáo sư. Pháp của bạn do vị này truyền cho, cho nên suốt đời vị này gọi bạn bằng tên. Từ đó bạn biết được đời người có hai ân đức lớn nhất, đó là cha mẹ và thầy giáo, suốt đời không được quên. Thường nghĩ đến cha mẹ và thầy giáo. Thì bạn sẽ không có tà niệm. Trong lòng có tà tư, lập tức bạn nhớ đến, có lỗi với cha mẹ, có lỗi với thầy giáo. Tà tư tà niệm đều không có, thì làm sao bạn làm việc xấu được? Làm gì có lý đó? Sự dạy dỗ của thánh nhân đối với con người có ảnh hưởng đến mức nào? Sự chăm sóc của thầy giáo đối với học sinh không khác gì cha mẹ, đôi khi còn hơn cả cha mẹ. Cho nên, bất hiếu với phụ mẫu, quý vị đều biết, đó là đại nghịch. Bất kính thầy giáo và bất hiếu với cha mẹ, tội như nhau. Điều này chúng ta chẳng thể không biết. Thầy của chúng ta ngày nay là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật A-di-đà. Đức Thích Ca và Đức Di Đà ở đâu? Ở trong bộ kinh này. Bộ kinh này nếu chúng ta không học kỹ, chính là không kính thầy giáo. Sự giáo huấn trong bộ kinh này, nếu chúng ta không đem áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, thì làm sao chúng ta xứng đáng với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đây? Đời này chúng ta không thể giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta có lỗi với Phật A-di-đà. Phật A-di-đà hy vọng chúng ta đến thế giới Cực Lạc, đó là môi trường tu học rất tốt. Trong pháp giới hư không giới, không có một chỗ nào có thể đem so sánh với nơi này được. Người đến được đó để tu tập thì chẳng ai không thành Phật cả. Bảo đảm bạn sẽ thành tựu. Nếu như chúng ta còn lưu luyến lục đạo, sai rồi. Cha mẹ không học Phật,
không biết được sự thù thắng của Phật Pháp. Những hy vọng đối với chúng ta đều là danh văn lợi dưỡng của thế gian. Sau khi chúng ta học Phật rồi, cha mẹ cũng hiểu. Cha mẹ thấy rồi cũng hiểu ra. Chúng ta được thành tựu trong Phật Pháp thì cha mẹ cũng được lợi ích. Trong ngạn ngữ nói, nhất tử thành Phật, cửu tổ sanh thiên. Bạn xem, nếu tâm bạn hướng thượng thì chín đời tổ tiên đều được sanh thiên. Hiếu cảm thiên địa. Chúng ta muốn báo ơn cha mẹ. Thật sự giáng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là chân báo ơn. Trong Phật Pháp không thể thành tựu thì lấy gì để báo ơn đây? Bốn chữ này đặc biệt nhắc nhở. Chúng ta không được mê lầm nữa. Thật sự không mê thì bạn sẽ không trục cảnh. Trục cảnh nghĩa là bạn không bị cảnh giới bên ngoài làm lay chuyển. Bạn còn bị cảnh giới bên ngoài lay chuyển là bạn mê mà không giác. Nói cách khác, hiện tượng mê tâm là gì? Là tự tư tự lợi, là làm việc danh văn lợi dưỡng. Là tham ái, ngũ dục lục trần. Trong tâm vẫn còn tham sân si mạng. Đó là mê. Mê tâm học Phật. Mê tâm chính là tâm luân hồi. Học Phật không ra khỏi lục đạo luân hồi. Tu giỏi đi nữa thì quả báo cũng ở cõi nhân thiên. Phước báo của nhân thiên không ra khỏi lục đạo luân hồi. Điều này chẳng thể không biết. Không ra khỏi lục đạo, ở trong lục đạo chắc chắn thời gian ở tam ác đạo dài, thời gian ở tam thiện đạo ngắn. Gọi là trầm luân khổ hải, đầu xuất đầu một. Ở trong lục đạo, bạn sanh về tam thiện đạo, giống như là đầu xuất, thời gian rất ngắn. Trầm luân đến tam ác đạo, thời gian rất dài. Cho nên ở trong lục đạo, tam ác đạo là quê hương. Tam thiện đạo là nơi đến du lịch giảng cảnh. Thời gian rất ngắn ngủi. Bạn nghĩ xem, có khổ không? Đức Phật muốn cứu độ những chúng sanh khổ nạn này. Nhược vô thử thập niệm tất sanh chi đại nguyện. Đây chính là pháp môn phương tiện cứu cánh. Phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Đoạn sau sẽ giảng giải cho bạn rõ ràng. Chúng sanh thật sự vì pháp môn này mà siêu diệt luân hồi, siêu diệt thập pháp giới. Cố vì đa chướng chúng sanh, đặc thùy phương tiện, khai thử dị hành chi pháp, thậm chí ư kinh diệt thời độc lưu thử kinh, dĩ tác chu hàng, cố dân chuyên di phàm phu giả. Đây là lời nói chân thật, không giả chút nào. Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt tận. Pháp vận của Đức Phật một vạn 2000 năm. Hiện tại đã trải qua hơn 3000 năm rồi. Đại khai vẫn còn hơn 8900 năm nữa. Pháp vận của Đức Thế Tôn. Khi đó, kinh điển của Đạo Phật biến mất trên thế gian này.
Nhưng bộ kinh này vẫn còn. Bộ kinh này diệt sau cùng. Kinh Vô Lượng Thọ vẫn còn. Bổn nào của Kinh Vô Lượng Thọ? Chắc chắn là hội tập bổn này. Chắc chắn là chú giải của Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ. Cuốn sách này diệt sau cùng. Sau khi cuốn sách này diệt rồi, sau khi thêm 100 năm nữa thì diệt. Chỉ còn lại Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ còn lại 6 chữ này.